hiện đại cho chủ đề Phước Thịnh và cô dâu Thu Ngân. Liên dây này chính thức được bắt đầu. Lời nói đầu tiên, Ngọc Trinh xin được phép thay mặt cho gia đình và thân thể anh em ban nhạc Quốc Minh xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân mến. Kính thưa quý vị, trước khi nghi lễ được tiến hành, cho phép Ngọc Trinh cũng như anh em ban nhạc Quốc Minh xin được phép làm một người con, một người cháu trong gia đình để cùng với cô dâu chú rể thực hiện nghi thức lễ cho ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, đúng là đã qua bao năm đợi mấy tháng chờ, ngày vui hạnh phúc bây giờ là đây. Trao duyên trên mảnh đất này, bến cầu Gò Dầu hẹn ngày thành hôn, chúc chung cánh cho mừng hạnh phúc, cho hoa đua nở đón dâu về, mừng gặp buổi vui lành trọn nghĩa, vui vạn tình đậm nghĩa mẹ cha, vì đây số một một nhà, chúc chú đa bàng đậm đà thủy chung. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong mọi đời con người, đó cũng chính là điều quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mọi con người chúng ta. Và sau thời gian quen biết và tìm hiểu thì chú rể Phước Thịnh và cô dâu Thu Ngân cũng đã tìm được cho mình một điểm dừng của hạnh phúc, và đám cưới hôm nay cũng chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và giờ đây chúng ta, những người thân quen của họ, thật sự hoan hỷ đón chào sự kiện trong đây này. Vậy thì xin mời quý vị hãy nâng đôi cánh tay của mình lên và cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bông hoa đẹp nhất, hạnh phúc nhất của trời ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chào đón chú rể Lê Phước Thịnh sánh ngang cùng cô dâu Phạm Thị Thu Ngân. Một tràng pháo tay thật lớn đến quý vị. Tay trong tay, họ đang dìu nhau đi lên niềm mặn ngọt và tuyệt vời nhất của những người đang nếm trải mặn ngọt của tình yêu. Những bước đi chung đầu tiên trên đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ biết được rằng tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu tạo nên những phép màu của thật giữa cõi đời này. Tay anh nắm lấy tay nàng, dìu nhau đi đến lâu đài tình yêu. Cô dâu xinh đẹp mỹ miều, chú rể phong độ trông thật đẹp đời. Thưa quý vị, quý vị khách quý, cây có gốc mới sinh cành nở ngọn, nước có nguồn mới bảy đằng sông sâu. Con người nguồn gốc từ đâu, có ông bà cha mẹ về sau mới có mình. Thưa quý vị, cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui và trọng đại như thế này thì cũng không thể nào quên ơn những đấng sinh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ đến khi trưởng thành. Ngay bây giờ, thay mặt ban tổ chức, trân trọng kính mời tiến lên sân lễ những vị chủ hôn. Về phía họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời bác Lê Phước Vinh và bác Nguyễn Kim Trang, cũng chính là song thân của chú rể. Xin mời hai bác tiến về sân khấu. Và về phía họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời bác Phạm Công Minh và bác Nguyễn Thị Yến Thu, cùng chính là song thân của cô dâu. Xin mời hai bác tiến về sân khấu. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách cho hai thông gia của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Chúng ta đang được chứng kiến những đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ, cũng chính là chủ hôn của chúng tôi trên ngày hôm nay, cũng đang tiến về sân khấu. Hôm nay số một chúc may, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Một lần nữa xin mời quý vị hãy dành cho chủ hồ của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn thật kêu đi ạ. Thưa toàn thể quý vị, trên sân lễ của chúng tôi bây giờ cũng đã hiện diện đầy đủ những nhân vật quan trọng. Ngọc Trinh xin phép thay mặt cho chủ hôn hai họ cùng cô dâu chú rể và ban nhạc Quốc Minh cùng nhà hàng tiệc cưới Diễm Minh xin cúi đầu chào toàn thể quý vị quan khách, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng.
trân trọng chúc. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và kêu cho buổi lễ tân hôn trưa ngày hôm nay đi quý vị. Đến mất vừa rồi cũng chính là ban nhạc Quốc Minh của chúng tôi gửi tặng đến cô dâu chú rể. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, năm đã chọn tháng, tháng đã chọn ngày, ngày đã chọn giờ. Và tại lịch hôm nay đã dừng lại ngày 24 tháng 7 năm 2022, cũng nhằm ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Dần. Và cũng đã được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay buổi lễ tân hôn của chú rể Phước Thịnh và cô dâu Thu Ngân đã được chọn tổ chức tại Bến Cầu Tây Ninh. Kính thưa quý vị, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Và bây giờ để mở đầu cho buổi lễ tân hôn, xin mời cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau tiến về phía tháp ly Valentino tình yêu để thực hiện nghi thức đầu tiên, đó chính là nghi thức rót rượu champagne. Xin mời chú rể khui cho champagne đầu tiên. Sâm banh đầu tiên cũng đã được chú rể khui ra. Ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức. Xin mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp vịn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Thưa quý vị, rượu là biểu hiện của sự nồng cháy ái ân của tình yêu, là sự khát vọng của đôi con tim tuổi trẻ. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tươi tắm và mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Chai rượu champagne đầu tiên cũng đã được cô dâu chú rể rất cần. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng mà tiếp tục khui cho champagne thứ hai. Tiếp tục thực hiện nghi thức. Rượu hồng kết nghĩa phù thề, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Rượu hồng dâng kính mẹ cha, rượu hồng dâng kính ông bà tổ tiên, rượu hồng xa mắt bà hiền, rượu hồng xa mắt bà con sớm liền thân quen. Và nghi thức rót rượu cũng đã xong. Thế bây giờ để tỏ lòng thành kính với cha mẹ hai bên, xin mời cô dâu chú rể cùng tay nhau dâng những ly rượu hiếu, rượu tình là đấng sinh thành của mình. Trước tiên xin mời cô dâu chú rể cùng dâng rượu cho ba mẹ của chú rể. Cô dâu sẽ dâng cho mẹ và chú rể sẽ dâng cho ba. Ly rượu này đã chính thức công nhận cô dâu Thu Ngân kể từ ngày hôm nay là con dâu Thảo của gia đình. Tiếp đến xin mời cô dâu chú rể cùng dâng rượu cho ba mẹ của cô dâu.
vô sẽ dâng cho mẹ và chú rể sẽ dâng cho ba. Thưa quý vị, và ly rượu này cũng đã chính thức công nhận chú rể Phước Thịnh kể từ ngày hôm nay là chàng rể quý của gia đình. Ngay bây giờ xin mời những vị chủ hôn của chúng ta cùng tiến lên một bước để nâng ly với nhau ạ. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách cùng nâng ly với gia đình chúng tôi được không ạ? Ly của quý vị đâu rồi ạ? Ngọc Trinh sẽ đếm từ 1 đến 3, xin mời quý vị cùng nâng ly nha. 1, 2, 3. Thông gia như thị một nhà, trên dưới thuận hòa, muôn vợ lưu danh. Dạ, và ngay bây giờ xin mời những vị chủ hôn của chúng ta cùng tiến lên một bước để bắt tay thân mật với nhau ạ. Đầu tiên xin mời hai bác gái ạ. Tiếp đến xin mời hai bác trai. Và cô xin trân trọng kính mời những vị chủ hôn của chúng ta cùng nắm tay nhau trở về phía bàn tiệc danh dự của mình. Cô xin thay mặt cho ban nhạc quốc mình mến chúc hai bên gia đình có một mối tình thông gia ngày càng cơ sơn và thắt chặt hơn. Và Ngọc Trinh xin giữ lại đôi nương. Xin mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức kế tiếp, đó chính là nghi thức uống rượu giờ bơi. Xin mời cô dâu chú rể quay mặt vào nhau, hai tay gác chéo vào nhau cùng thực hiện nghi thức. Lúc nãy thì quý vị đã nâng ly với hai bên gia đình rồi. Bây giờ thì Ngọc Trinh xin mời quý vị một lần nữa cùng nâng ly với cô dâu chú rể được không ạ? Ly của quý vị đâu rồi ạ? Ai có bia nâng bia, ai có nước ngọt nâng nước ngọt cho quý vị. Ngọc Trinh sẽ đếm từ 1 đến 3, xin mời quý vị cùng nâng ly nha. 1, 2, 3, vô! Ly rượu cho vơi, ta xin cạn chén. Đạo nghĩa vợ chồng xin đẹp mãi từ đây. Nghi thức uống rượu giao bồi cũng đã xong. Em bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau tiến về phía thăm anh kèm để cùng tay nhau thực hiện nghi thức cắt bánh kỷ niệm ngày cưới và cùng tay nhau mở cửa ngôi nhà hạnh phúc từ lầu 1 đến lầu 3. Xin mời cô dâu chú rể tay trong tay thực hiện nghi thức. Cô dâu chú rể thực hiện nghi thức. Tay mừng dịa mối sống gần, gân cây mối mạng xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt chuyện tình đôi ta. Bánh này xin được cất ra là bài thơ trăng sáng chị ta với mình. Kính thưa quý vị, nghi thức cắt bánh vừa rồi cũng đã nói nên rằng ngày hôm nay chú rể Phước Thịnh và cô dâu Thu Ngân của chúng ta cũng đã chính thức nên duyên trần vợ. Và kể từ ngày hôm nay, hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau xây dựng cuộc sống mới. Xây dựng một cuộc sống tràn ngập tình yêu, tràn ngập tiếng cười và tràn ngập niềm hạnh phúc. Và nghi thức cắt bánh cưới cũng đã xong. Ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể quay trở lại phía chính giữa của sân khấu ạ. À, kính thưa quý vị, và bây giờ chính là nghi thức mà cô dâu và chú rể của chúng ta e thẹn và ngại ngùng nhất của trường ngày hôm nay ạ. À, không biết quý vị bên dưới có biết nghi thức kế tiếp là nghi thức gì không ạ? Nghi thức gì ạ? À? Vâng ạ, à, đó chính là nghi thức nụ hôn kỷ niệm ngày cưới. À, lúc nãy Ngọc Trinh đứng ở phía bên dưới á, thì chú rể lại nói với Ngọc Trinh á, cơm xì ơi, lát nữa làm lễ thích lúc hôn á, cơm xì cho chú rể hôn cô dâu lâu lâu một tí xíu được không? À, kính thưa quý vị, lâu lâu là bao lâu ạ? À? 5 phút, 10 phút rồi là bao lâu ạ? À? Tiếng rưỡi nha. Ngay bây giờ thì như thế này nha, Ngọc Trinh sẽ đếm từ 1 đến 3. Trước tiếng thứ ba thì chú rể mới được hôn cô dâu. Nhưng mà tràng pháo tay của quý vị dài đến đâu thì chú rể sẽ hôn cô dâu dài đến đấy ạ. Quý vị có đồng ý không ạ? À? Nếu quý vị đồng ý cho chú rể hôn cô dâu, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn đến đi ạ.
Và ngay bây giờ xin mời cô dâu quay qua chú rể 35 độ 7, chú rể quay sang cô dâu 37 độ 5. Xin mời hai tay của cô dâu nhẹ nhàng đặt lên vai của chú rể. Hai tay của chú rể, chưa chỉ luôn mà biết luôn có kinh nghiệm từ ở nào. Rồi chú rể ơi, bám chặt vào mục tiêu nha. Bám chặt vào môi cô dâu luôn, nhìn chăm chăm với môi cô dâu luôn. Còn cô dâu chỉ cứ việc mắt liêm diêm môi giật giật. Xin mời quý vị cùng đếm màu trên nha. 1 2. Chưa, cô dâu nhúm nhúm lên. Đếm lại nha quý vị. 1 Châu nên nghĩa phụ thề, mẹ sẽ đồng ý em về với anh. Hết trời áo tím áo xanh, bây giờ em đã có làm chồng. Vâng, và nghi thức vừa rồi tiếp lại bên lễ. Phong Trí xin trả đôi nguyên ơn với những vòng tay thân của quý vị. Một lần nữa xin mến chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tất trật tình duyên đẹp, mãi mãi yêu nhau đến bạc đầu.